cái bài học đầu tiên mình có hướng dẫn cho các bạn là làm về cái gọi là cái tốc độ của cái camera tốc độ camera đây này nhưng mà cái tốc độ ở đây là thật sự là nó là cái tốc độ mà khi mà các bạn di chuyển ở trong cái viewport này thôi ví dụ mình đang để là một này còn bây giờ mình sẽ để là giả sử như là bằng 3 này đúng không nhưng mà cái tốc độ này nó nhanh hơn ha bằng năm như này cái tốc độ này là tốc độ ở trong cái viewport còn lúc play à, thì lúc đó nó lại là theo cái tốc độ mặc định ha nó lại theo cái tốc độ mặc định của à, ue 5 và bây giờ mình làm sao để mình phải điều khiển được cái tốc độ đó ha à cũng giống như là à, mình điều khiển và mình à, mà khi mà mình à, di chuyển ở trong cái view này này ha à, thì mình không có cái trường hợp là gì à, khi mình play đó à, giống như là một số cái người ta đã làm sẵn nè đây các bạn thấy gì các bạn không thể nào mà đi xuyên qua cái này được đúng không là do là người ta đã thiết lập rồi à, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chuyện đó ha à, làm gì thì làm đừng bao giờ đi xuyên qua được mấy cái này là được ha và cái này mình sẽ nói luôn cho các bạn là gì à, sau này các bạn làm tại cái bài camera đó ha à, lúc các bạn quay cái camera à, để cho khách hàng xem thì các bạn làm ơn ha làm ơn đừng có làm cái kiểu ha à, một số bạn trong group mà đang sử dụng lumen đó mà các bạn làm cái kiểu mà đặt camera mà đi xuyên qua được cái này thì thôi ha à, đừng bao giờ làm những cái trò này làm để cho người ta gọi là người ta cười vào mình thôi không không thể nào tồn tại cái dàn mà camera mà đi như này hết á rồi có lúc lại bay từ trên trời bay xuống đúng không camera bay từ trên trời bay xuống thì có thể sử dụng flycam để quay được nhưng mà không thể nào bay xuyên xuyên qua cái hàng rào được đúng không đúng không như thế này mà nó đi xuyên qua đi xuyên qua hàng rào này thì thì không thể nào đi được và đây ha và đó là những cái mà mình hết sức là lưu ý còn những bạn làm gọi là rất rất là đẹp ha rất là đẹp nhưng mà các bạn làm phai đẹp như thế nào không biết nhưng mà lúc các bạn gọi là mô phỏng bằng video cho khách hàng xem à, thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ khác ha à, quay những cái góc cam nhìn gọi là gì à, rất là vô duyên ha à, người ta vậy đó đi quay góc cam và bay thẳng lên đây bay tút lên trời đó à, thì đây đây là cãi mà đừng bao giờ tại phạm đúng không đây này đó quay thẳng như vậy luôn ha à, thì đó là cái không cần và ở trong UE5 này được cả nó hiểu được cái điều đó và nó sẽ làm ra cho mình là những cái vật nó dùng cái từ là collision ha rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái vấn đề đó ha à, đầu tiên là các bạn nên cọ một cái cái sàn như này chưa yeah. à, ngoài cái sàn của cái à, sân khấu hay là cái phòng karaoke hay là cái gì đó thì các bạn à, nên có một cái sàn lớn như này ha và mình sẽ sau này mình còn phải để khán giả ở đây nữa đúng không à, và mình, lúc đó mình không cho khán giả gọi là gì rớt xuống bên dưới này à, thì lúc đó mình phải có một cái gọi là ràng buộc ha rồi bây giờ có một cái sàn lợn như này ha rồi cái việc đầu tiên các bạn làm ngay cho mình cái này à, trước khi mình điều khiển cái tốc độ của camera các bạn chọn cái sàn này các bạn bấm đúp vào cái biểu tượng này nè à, còn không là bấm chuột phải browse to access nằm đây đúng không bấm đúp nó vào các bạn mở ra cái này đây là cái sàn ha cái sàn này là cái sàn gọi là, là tổng quát bên ngoài. À, các bạn làm ngay một cái việc là gì? À, các bạn vào mục là collision và các bạn chọn cái mục là nó là một cái box ha s box uh, uh, simple collision rồi coi như là các bạn uh, có một cái đối tường để nó nó bao hết ha cái uh, cái dự án của mình và uh, sau này mình làm nhân vật uh, hay là mình uh, đưa cái đối tượng camera vào nó sẽ không bước đầu tiên nó sẽ không bị lọt xuống dưới cái đà đó tính ha ở à, xem nó lại, làm việc đó trước. Rồi. Bây giờ mình uh, sẽ uh, các bạn bấm vào cái S này Ở trong này bài này lúc nào lúc này các bạn nào uh, có một cái đối tường Play Star này các bạn có thể xóa bỏ được rồi ha. À, ví dụ như là uh, trước trước nay là mặc định đúng không? Nó có một cái đối tượng là Play Star các bạn đã đã tạo ra nó rồi đúng không này? À, nó nằm trong cái mục gì? Uh, Play Star rồi cách tốt nhất là mình uh, À, lấy nó ra cho nó dễ đúng không play star rồi đây đúng không à, cái play star này không bự mình có nói rồi là nó đang nằm về hướng nào thì lúc mình play nó sẽ hướng chỗ đó à, thì bây giờ bài bạn nào đang có cái play star thì xóa bỏ nó đi chưa yeah. rồi xóa ha ok rồi à, sau khi xóa xong rồi ha và nhớ là các bạn có một cái sang lớn để các bạn ràng buộc lại hết rồi nè tại vì sao tại vì lát nữa mình để cái cái nhân vật gọi là game thử nghiệm ở đây nó không bị lọt xuống thôi à do đó là bài bạn nào chưa có thì vẽ ra một cái tầm lên hay là một cái bóc rồi scale nó ra ha rồi bây giờ các bạn sẽ vào à, cái mục là s này các bạn bấm vào s này tại content browser các bạn chọn mục là s feather or content pack ha và các bạn chọn cho mình là cái à, test person ha các bạn nhớ ha các bạn chọn mình các ring này ha, các bạn chọn cái blueprint và các bạn chọn cả third person. Sét nó vào, à, mình sẽ add vào một cái nhân vật người chơi để mình mô phỏng ha, sét nó vào. Rồi, à, sau khi các bạn add vào rồi thì tự động ha, tự động nó sẽ nhảy tới này, tên này, third person này, tự động nó sẽ nhảy tới. Third person PB ha. Rồi, à, các bạn vào blue ring Các bạn thấy là mình sẽ có một cái third person game mode. Ok ha rồi à, cái này các bạn sẽ bật cái word setting lên à, word setting là lỡ máy các bạn nó chưa có ha thì vào trong Windows nè bật cái word uh, setting lên word setting ha rồi nó nằm đây rồi các bạn thấy cái chữ game mode không, game mode nè chưa à các bạn kẹo này bỏ vào đây ok ha rồi rồi à, tiếp theo bây giờ là đơn giản rồi ha bây giờ là nếu như mà mình đã, trên màn hình viewport của mình đang nằm ở đâu à, thì khi mình play là tự động nó sẽ nằm ở đó play nè thấy chưa rồi nhân vật này xuất hiện ha à, tại sao hồi nãy mình muốn các bạn à, giả sử ha giả sử bây giờ mình trở lại cái này nè chụp phải browser access mình chưa tạo collision cho nó cho cái sàn lớn này đúng không rồi bấm đúp vào ha chưa tạo là có nghĩa là bây giờ mình gỡ đi thì mình sẽ vào collision mình remove nó đi remove collision nè các bạn nhớ ha nếu như các bạn không bấm sale thì vô ích thôi rồi bây giờ mình đang đứng ở đây mình Play ha ờ các bạn thấy cái gì xảy ra đây Đúng không? À thì đó. À, Các bạn cứ để như vậy là Nó sẽ gọi là rớt xuống gọi là không gian mãi mãi ha Đó các bạn thấy không? Đó, à, thì đó là lý do mà các bạn cần phải có một cái uh, uh, sàn ha à, Bây giờ mình chỉ cần chọn một cái đầu tư mình bấm phím F là được rồi F là zoom, zoom uh, full ha Rồi Do đó điều đầu tiên mình làm mình phải cộng một cái sàn này trước khi mình uh, nghĩ tại những cái sàn của sân khấu đúng không? chưa? À, không, rồi. Bấm đúp vào lại. Rất là đơn giản ha, không còn có cái gì khó khăn ở đây hết. Uh, collision này. Sbox cho nó một cái box. Rồi, xem nó lại. Rồi, bây giờ mình uh, chắc chắn là khi mà mình bấm play nó không có bị rớt uh, xuống dưới là được. Ok, nó đứng lại đây. Rồi, uh, bây giờ mình uh, mình gọi uh, là gì? đây này ha đây này ha nó xuyên qua này ha ở đó thấy chưa rồi đằng này ha chạy từ đây là là chạy ha, xuyên qua như vậy là sai rồi mình nó phải là gì nó phải nhạy lên mấy cái cái, cái cái tâm cấp này đúng không mấy cái bậc này đúng không phải nhạy lên chưa rồi ok ha rồi bây giờ các bạn trở lại cái gì à, trở lại cái third person vừa rồi Third person bp này rồi blue ring các bạn bấm đúp vào cho mình third person character. Đó, uh, sau khi các bạn bấm đúp vào ha, các bạn nhớ là đang ở cái mục là construction script này, các bạn chọn cho mình là cái mục Report uh, Cái này nó định dạng tại uh, gọi là lập trình ruin rồi ha, uh, nhưng mà mình uh, ở cái mức độ là gì, uh, mình điều khiển thôi, chứ còn mình không có viết ra mấy cái này. Uh, mình nhắc với các bạn là ue năm Uh, UE5, UE4 hay là UE mày cũng không biết ha Nó là gọi là Unreal Enzyme đó Nó là một cái uh, Một cái môn học mà gọi là học không bao giờ hết ha Học uh, suốt đời uh, cũng không bao giờ hết được Tại vì nó, dạ, nó là môi trường Enzyme là môi trường nhũng Nó được nhũng từ những cái phần mềm khác Và nó bao gồm cả ngôn ngữ lập trình chưa? Uh, do đó là uh, các bạn được cả là sung sướng đúng không uh, Học cái phần mềm uh, không bao giờ mà đạt tại uh, À, cái giới hàng của nó thì do đó mình luôn luôn có thời gian để nghiên cứu ha. chứ à, ví dụ có một số phần mềm mình học vài vài buổi đã hết ví dụ như là mình không có định giá thấp mà lumion ha à, nó cũng rất là ok nhưng mà mình chắc chắn rằng là mình học một hồi nó sẽ hết được chưa à, ví dụ là có nhiều bạn nội học à, lumion khoảng 5 buổi 10 buổi nhưng mà mình cho là học nửa năm đi là nó sẽ hết nhưng mà tại với cái anh này thì mình học không bao giờ hết tại vì nó Nọ là lập trình Mà lập trình là có nghĩa là gì Nọ viết ra Mình được quyền viết ra những cái gì Mà mình muốn Bằng cái ngôn ngữ của nó À thì có nghĩa là mình Có nghĩa là suy ra là mình Mình không bao giờ mà học hết là vậy Tại vì mình không bao giờ ngừng muốn Đúng không Hết muốn cái này Mình muộn Rồi mình lại muộn cái khác Mà mình muộn cái gì đó Thì mình lật cái lập trình của nó ra Mình viết thôi ha Rồi à, Bây giờ mình cần làm gì À, cái cái hình nhân vật này là sau này mình thích thì mình thay bằng uh, hình khác hoặc là mình sẽ uh, tắt nó đi ha, sau này mình sẽ thay bằng một cái cô nào đó đẹp đẹp đẹp. Đúng không? Rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất của mình bây giờ là cái gì? Rồi các bạn vào đây rồi đó, ha, các bạn chọn cái mục là uh, character movement này. Rồi, ở đây các bạn uh, thấy là các bạn tìm xuống cả một cái là lúc mà nó đi đó ha, lúc uh, walking này, các bạn sẽ thấy ở đây có là mắt. mắt của speech này chưa yeah, giả sử mình sẽ để cho nó là bằng hai à, nghìn à mình nhớ ha à xem nó lại à tốt nhất là với những cái hàng mục mà có không like ha có không list thì các bạn phải bấm nó một cái ha, để cho nó không có bị lộ gì là xem nó lại rồi à bây giờ mình play nó sẽ đi rất là nhanh các bạn lưu ý là à, cái tốc độ camera này không ảnh hưởng gì ha nó là cái lúc mà mình viewport thôi còn bây giờ mình play này mình đang để tốc độ hai nghìn đúng không? Dạ, yeah, nó sẽ đi rất là nhanh. hay là nó chạy rất là nhanh đúng không? Rồi, bây giờ mình muốn chậm nó lại. Đúng không? Đúp vào. Nhớ là bấm vào viewport ha. Rồi mới thấy cái này nè, chọn character movement nè. 2000 rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ để chậm thôi. À, đây, à, mình sẽ để cho nó khoảng 100 thôi. Ví dụ nha, à, lại. Rồi, lúc này à. à, được cả bây giờ rất là khỏe là mình đang đứng ở đâu thì À, nó sẽ mô phỏng ngay đúng cái góc độ luôn ví dụ này, Play này, rồi đi nè rất là chậm ha các bạn thấy nó đi thôi chứ nó không có chạy được nữa đúng không? nó đi thôi đúng không? rồi, ok ha bây giờ mình sẽ làm cái việc là đi vào đây thì phải tránh ra chứ không thể nào mà à, chơi kiểu này được ha làm vậy cho người ta là gì à, dùng cái từ là người ta cười mình thôi ok ha rồi à, Đó là tốc độ Đấp vào đây ha, bấm đấp vào bây giờ mình sẽ đổi lại cái tốc độ. Cái hành động này là ứng dụng luôn cho bạn nào đang làm kiến trúc ha, làm về kiến trúc mà làm về cảnh quan thì điều khiển tốc độ cho nó nhanh xíu còn làm về nội thất ha, mô phỏng cái nội thất thì điều khiển cho nó chậm lại. À, rồi ha, character movement mình sẽ chọn lại cái tốc độ cho nó hồi nãy mình sẽ để 100 đúng không? Mình sẽ để năm cỡ 500. À, vừa đi vừa chạy từ từ ha. Rồi play Ok Rồi bây giờ Ví dụ như là à, Đôi lúc Mình để cái nhân vật này Để mình vô phòng Được cái Gọi là cái chiều cao Của tầm mắt ha, à, Tầm mắt người Nhưng bây giờ Giả sử như bây giờ Mình không muốn nọ nữa à, Mình đúp vào Lúc này mình thấy là Mình sẽ có cái là Mesh Cái mesh này Chưa yeah. à, Cái mét này này ha. Cái mesh này Sau này mình có thể à, à, Mình chọn là Thêm những cái đối tượng khác Bây giờ Mình cần phải làm cái việc Là gì à, Mình không cần nọ nữa Mình không cần nó nữa À, từ lúc này các bạn à, lăn chuột xuống các bạn thấy cái mục là rendering ha. các bạn nhìn thấy cái chữ là rendering các bạn chọn là hai in game ẩn nó đi ok à, vậy là nó ẩn đi rồi rồi ok ha đi vậy là vậy là giải quyết được cho các bạn là gì à, tốc độ di chuyển à rồi tiếp theo là không có được đi xuyên qua những cái vật thể dạng như này thấy chưa rồi mình lại mở nó ra ha để mình mô phỏng cho các bạn thấy rồi hai uh, in game tắt nó đi ok rồi bây giờ play lại rồi, đây này ha đi xuyên qua này đúng không rồi bây giờ mình sẽ làm như này tiếp theo uh, trong cái collision nó có một cái ha. ví dụ mình chọn cái khối này rồi, các bạn thử ha này là khối này đúng không À, mình chụp phải mình chọn browse to access ok mình bấm đúp nó vào rồi và mình cũng chọn cho nó là collision s một cái box và lúc này nó đang hiểu như này nó đang hiểu là trong cái phạm vi xa như này này đúng không rồi mình mình thử này ha xem lại rồi uh, play các bạn thấy là trong cái phạm vi ha đây này nó đang đựng giáp uh, nó được phạm vi như này nhưng mà như vậy nó lại không đúng nó nó không? 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 không đúng. Nó chỉ đúng ở trong cái ràng buộc của nó thôi là nó phải đừng xác được. Rồi tôi lại ha. Đây, nó các bạn hiểu là gì? À, hồi nãy mình uh, collision nè, mình bóc lại ha, mình remove lại nè. Rồi collision mình add lại cho các bạn xem. Một cái bóc Nó chỉ cho mình một số cái thôi, một cái bóc hay là một cái spear gì đó thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ mình phải điều khiển. Mình phải điều khiển là gì? À, nó phải uh, bám theo cái khối mà mình muốn đúng không? Chứ không thể nào mà giữ hạn như này được. À, thì các bạn sẽ lăn chuột xuống ha. Rồi à, các bạn lăn chuột xuống, còn không thôi thì mình đã nói với các bạn cái biểu tượng này rồi. Các bạn bấm vào chữ collapse on này để cho nó gom hết lại Rồi các bạn tìm tới cái mục là collision. Rồi, lúc này các bạn tại cái mục là uh, collision ha, city này, các bạn chọn cái nọ là view Complex collision As symbol. Rồi, lúc này là nọ không có hiệu anh này nữa mà nó đang hiểu bên trong này đợi thử ha lúc này nó phải đi ra đây và nó phải đi sát vào thì rất là ok Rồi, lấy luôn ha đây các bạn thấy không đó rồi nhưng mà bây giờ là Giải thiết đặt ra nữa là ở trên cái sân khấu này nó có vô vàng cái vật dụng đúng không chẳng lẽ bây giờ ngồi làm từng cãi thì làm tới khi nào đúng không nè chẳng lẽ tròn uh, từng cãi từng cãi để làm À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một, một phát một thôi rồi ha ờ à, nó có cả hàng trăm cái độ tường như này ha và tất nhiên là các bạn thiết kế 3 d các bạn phải tách nó ra như này là đúng rồi tách ra như thế này để thì các bạn mới à, làm được cái vật liệu đúng không à, chưa à, có bạn thì để nguyên một cái hết rồi qua đây rồi muốn tách ra rồi để làm rồi nói à, làm sao không tách được Thì cái đó là cái nó không có đúng thế này chưa nó à, tóm lại là đơn giản là Ờ à, nói luôn nói tự mình chỉ nói một câu thôi đúng không là các bạn đừng có tìm cách làm nhanh không có đâu ha không có cái cách nào mà làm nhanh hết ví dụ như là giống như các bạn đăng ký một khóa học vậy đó bây giờ mình thay vì mình dạy cho các bạn mấy tháng dạy mười mấy hai chục buổi thôi mình dạy một buổi thôi các bạn có chịu không đúng không nó không có làm nhanh được tại vì nó đúng cả nguyên tắc làm sao mà làm nhanh được ví dụ như là mỗi cái anh này ha mỗi cái này là một cái led nó chạy một cái đèn led nó chạy À, mà khi mình thiệt kệ là mình lại để cho nó nguyên một chùm là để cho nó dịnh nhau hết mình không tách nó ra rồi qua đây bây giờ mình lại nói là tôi muốn là là tôi đổ vô và tự nó hiểu được chưa tự nó làm sao mà hiểu được mình phải hiểu trước khi nó hiểu chứ đúng không là có nghĩa khi mình thiệt kệ 3 d mình đã phải có chủ đích rồi à là một anh này là một cái led riêng à, sàn này riêng à thậm chí bây giờ như này đấy đúng không Bây giờ người ta nói là khách hàng họ, họ muốn là mỗi anh này là một màu riêng. Thì khi mình thiết kế 3D mà mình đã test lại hết rồi thì qua đây test bên 3D hết thì có nghĩa là nó đã hiểu là một đối tượng. Rồi mình qua đây rồi mình lại muộn là, là từ nó hiểu làm sao nó hiểu được, không có thể nào là như vậy được, đúng không? Bởi vậy mình không có cách làm nhanh. Mình chỉ có cách làm nhanh khi mình hiểu ra vấn đề. Bây giờ khách hàng nói tôi muốn cứ một cãi là một màu. Cứ một cái là một màu đúng không một cái là một cái led một màu chạy à, thì lúc đó mình phải chủ động bên 3d lúc mình thiết kế còn không thôi thì bây giờ mình qua bên 3d mình edit nó ra mình đi nó ra và mình và mình làm gì và mình import nó vô lại chứ không có cái cách nào mà nhanh ha không thể nào tìm cái cách nhanh một cách vô lý được không có đâu ha rồi à, bây giờ là làm sao để giải quyết một đống như này ha à? mà ngồi đó mà làm từng cãi như anh này chắc chết ha à, rồi bây giờ đơn giản thôi làm như này rồi giả sử ha à, bây giờ mình và ví dụ là nè ha à, bây giờ bấm play à, bây giờ mình đúng không đây nè, sai nè, nó chạy nè nó phải nhảy lên mới đúng như nó đi xuyên cái chân qua vậy là sai nè thấy chưa rồi sai nè ha mình nói rồi mà làm như vậy để chỉ để cho người ta cười thôi ha chứ không làm gì hết á đây nè rồi À, bây giờ ngồi uh, chọn từng cãi mà làm như hồi này thì mất công tới bây giờ chọn hết lần. Và các bạn nhớ ha. Khi mà các bạn thiết kế 3D, khi mà các bạn thiết kế 3D mà nếu như các bạn không đặt tên này đúng không? Ha, à, thì qua bên này chọn rất là khó. Còn khi mà các bạn thiết kế 3D có chủ đích là các bạn đã đặt tên hết rồi. Chừng này, đặt tên cũng phải là đặt từng tên mà ví dụ là uh, tất cả những gì liên quan tới sàn mình uh, bắt đầu bởi chữ S mình gạch rồi mình đặt tên gì cũng được mình đặt tên hàng loạt thì qua bên này mình sẽ chọn rất là nhanh đúng không và bây giờ giả sử như mình chọn này mình chụp phải mình browse to asset này nó đang nằm trong cái động này này đúng không và mình không có đặt tên đúng không mình không có đặt tên thì bây giờ mình chịu khỏi mình chọn thôi còn nếu như mình có đặt tên thôi, thì mình tự biết rồi bắt đầu về chữ s đúng không chữ s thì mình chọn hết hàng loạt à, thì đó nhưng mà trong quá trình thiết kế thì file của nước ngoài thì người ta đặt tên rất là rõ ràng Nhưng mà file của Việt Nam thì mình không thể đặt tên Rồi à, à Phải chọn thôi chứ không còn cách nào hết Không đặt tên thì ngồi đó mà chọn ha. Mà tóm lại là để làm những cái hành động này sự thật thì có một phút mà. Đúng không? Bỏ ra một phút thì chả có ảnh hưởng gì cần gì mà phải đi mày mò Nhức đầu nhức ốc để làm sao cho nhanh làm sao mà nhanh được, làm sao mà nhanh được khi mình đã sai ngay từ lúc mình thiết kế rồi. Mình thiết kế không có trục đích gì hết. Không đặt tên không làm gì hết thì làm sao mà mà nhanh được đúng không? Đó ha, bây giờ như mình chọn sàn, chọn cái cái đèn thôi. Nếu như mình có đặt tên ở đây chữ S sàn 1, sàn 2 à thì lúc này mình chọn rất là nhanh. À, còn bây giờ không thì chọn thủ công thôi đúng không? Đây nè. Rồi. Tiếp tục đúng không? Mà mình thấy cái hành động này Nó cũng rất là nhanh Có chưa đường phút nữa. Rồi hình như là cũng đủ luôn rồi Rồi à, ví dụ vậy ha Đó ví dụ vậy Rồi sau khi các bạn chọn xong hết được như vậy rồi Các bạn bấm chuột phải Chọn một là route to access Đây và lúc này tự động ha chưa yeah. à, tự động nó sẽ tìm cho mình rồi này ha rồi nhìn khả ổn rồi rồi tiếp theo nữa à, các bạn sẽ bấm chuột phải vào nó chuột phải vào một trong những cái này cũng được ha đừng bấm ra ngoài cái này các bạn chọn tiếp cái mục là exception chưa yeah. à, và lúc này các bạn chọn cho mình cái mục à, là... đây ha build ha build edit ha và property matrix nè rồi ra cho mình các bạn này chưa yeah rồi trong cái bảng này các bạn tìm tới có nghĩa là nó sẽ liệt kế tất cả những cái mình đang chọn ha mình làm một lần cho nó nhanh collision Yeah rồi ở đây nó có cái mục là Complex collision mesh nè rồi nhìn ha rồi à, sorry các bạn ha mình nhầm vào chỗ này nè không phải collision các bạn sổ cái là static mesh Yeah, rồi, ở đây nó có cho mình cái body setup nè sổ ra ha rồi các bạn à, tìm xuống cái mục là collision complex đây collision complex đây nhìn quen lắm ha nó đang là process default này các bạn sổ ra rồi các bạn chọn y chang như hồi nãy ha view complex collision assemble rồi xong rồi ha ok tắt nó đi rất là nhanh đúng không làm lại ha chụp chọn sau khi chọn xong hết rồi ha bấm chuột phải exception à, ha bui edit rồi số cái mục gì static match body setup ha body setup đây chọn ra tại cái mục là uh, collision complex bấm vào đây rồi ok Uh, sale nó lại cái cho nó ghi nhận ha rồi tắt này đi Ok rồi, bây giờ thử ha. Bây giờ nó đi tới đó nó phải bước qua cho nó đừng đừng có đi xuyên qua là thành công. Tốc độ camera mình chủ động ha, mình muốn đi nhanh đi chậm ha, đi tại đây là phải Ok này ha. Đó. Rồi tới này. Đó, các bạn thấy ha, nhảy lên đúng không? Đây. Đó, à, chứ không có cái vụ mà đi xuyên qua ha. Ok. Rồi rồi vậy là đã giải quyết tiếp cho các bạn một cái vấn đề có vẻ là nó rất là thiết thực đúng không rất là thiết thực tất cả những cái đội tường đó muộn không nào đi xuyên qua à, thì đều phải làm những cái bước đó ha cái bước này làm rất là nhanh chứ đi cho khách hàng xem tới đây nó đi nó đi xuyên ở đây rồi người ta lại cười cho ha và sau này các bạn mô phỏng video cũng vậy nha phải có những cái góc nhìn cho đúng rất là nhiều bạn làm bên kiến trúc mà bị ha cho khách hàng gọi là xem video xem ha xem kiểu kiểu này đi như này quay luôn quay như này ha rồi một số bàn xài bên lưu nữa lú đó ha à, cho khách hàng xem là gì à, cứ xoay camera xoay qua xoay về rồi từ nóc nhà thì chui xuống ha à, những, những cái đó là những cái mà gọi là sai rất là trầm trọng à, tất nhiên là mình chỉ nói vậy thôi mình không có nói nhiều về vấn đề đó ha à, tới cái bài mà hướng dẫn cho các bạn cách làm video mình sẽ nói mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái góc cam mà làm sao mà khách hàng người ta xem người ta phải cuộn vào cái, cái 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 góc cam của mình ha rồi ok ha